đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái có xịn anh giàu thay. Ý chị chú ba đem ra đây con cá lóc, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Hai hai hai, hello mọi người. Để đầu tiên xin chào Benet Vũ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôm nay tới tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Chiên. Thì hôm nay có mặt của con gái của em đang đứng tại ông diễn giải cho mọi người nha. Hôm nay tại diễn giải thì mọi người thấy không, còn hai tuần nữa Tết rồi, ai cũng vỏn vẻn như sắm đồ Tết hết. Còn em với lại con em không có sắm đồ Tết cho quý vị nha. Con em sẽ đi ăn bánh bò thốt nốt. Chị là một người đến sao? Ủa hai ba. Ủa à, chị là một người đến sao? Với những anh mãi như ông thù mẹ ơi. Ủa? Dạ. Rồi bài đó của Bono mà ông thù thấy đâu chị hồ. Đó mọi người ơi, đây 80 năm mà mới gặp đây, người đàn bà không có cân nặng nha quý vị nha. Người đàn bà rất là ốm nha mọi người. Đó rất là dễ thương. Đây là một người chị tên là chị Ù, bán bánh bò thốt nốt tại đường Nguyễn Trãi. Đó thì còn 2-3 tuần nữa là Tết rồi, chị có nghỉ Tết không chị hay là Tết chị bán luôn? Tết chị bán luôn em. Trời ơi. Tết luôn hả chị? Tết bán luôn. Hôm bữa em không gặp chị mà ta đồn là chị lên núi rồi. Trời ơi. Có thiệt không? Không có lên núi nha. Không có lên núi nha, chỉ là né nợ thôi chứ. Không phải, bận đi coi sắm nhà. Trời ơi. Rồi. Đó bà nói với chủ nợ mà em. Nói chứ chị em thiếu dai chứ không có giật ai nha quý vị nha. Đó, nợ thì từ từ mình trả. Đó, mình trả lớn không được, bây giờ mình trả nhỏ. Mình góp từ từ. Nói chứ mấy chủ nợ thương chị em, mấy chị em nớ nớ ra nha quý vị nha. Đó, thì hôm nay em dẫn con gái Hoàng Long của em. Đó, chị ơi, bánh bò. Chị quay qua giờ mặt con em đi giống bánh gì nè. Bánh ít. Trời ơi. Má này bánh bò bà nghĩ sao mà nó giống bánh ít. Nè, 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 nó có mặt không đây. Nó có mặt không đây. Nè, giống cái gì chị? Giống bánh gì, bánh bò bé. Trời ơi, chị xuống chị, bà nói giống bánh chị nói giống bánh gì? Bánh xe. Trời ơi, bà nói giống bánh xe. Em nhìn kỹ thấy em giống bánh đầy yến rồi. Trời ơi, không, ta thấy mày giống bánh bột lọc á. Nghe em kẹp cái mít vô cái đòi thông thai mộ của chị nha. Trời ơi, đó, núi chập trùng đó. Đó, mấy nay bán đỡ không chị? Chưa. Nói chứ em sắm được mấy bộ rồi, nó xịa rồi. Đó thì tính cái thứ nhất là đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe nè. Cái thứ hai là hỏi tình hình buôn bán của chị ra sao. Ê! Dạ. Trời ơi. Bánh chính là ở đây nè, cái đó bánh sống bà nội người ta chưa đổ nè, ăn cái gì vậy? Sống rồi ăn. Tự nhiên mày ăn mày cái gì mày cũng ăn, cái đó mày ăn với ba mày đi mày cũng còn ăn. Đây chị Ù dễ thương lắm. Thôi bây giờ chị làm cho em một cái dâu nè, một cái sô cô la, một cái đậu bọng mà. Mà không cái lấy tô nha. Chị lấy kẹo đậu bọng cho em rồi chị bỏ dâu lên cho đậu xíu. Dâu chị bỏ chút xíu vô, chị đảo bà xanh cho bà em cho em. Đó cái hình cái quen là hình con mèo. Có ngựa, tại vì em hợp với tụi con mèo đúng không? Rồi, mày hợp thịt tròn. Trời ơi, thầy có muốn nói không tình tình dễ sợ. Ủa chị hiểu không? Hiểu rồi đó. Chẳng hiểu sao? Mà để là tát ăn nha. Trời ơi. Cứ làm muốn tiệm. Là có mấy cái à? Ý là 7-49 cái. Đó thì như mọi người đã thấy đây, Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu rằng đây là thánh chỉ của Hoàng lượng. Bánh bò thốt nốt chị Ù. Đó, số Zalo của chị là 0936 666 095. Là gồm có bánh kẹp bơ đậu bọng 10.000 một cái. Rồi mình có bánh truyền thống 7K, bánh trà xanh 10K, bánh dâu tây 10K, sô cô la 10K, phô mai 15K. Đó. Em thích ăn bánh này, sô cô la. Bây giờ bánh sô cô la con thích ăn đúng không? Con thích là bánh chua chứ con thích là bánh tròn. Trời ơi, con tôi dễ thương dễ chưa? Con tôi không bao giờ thích đòi hỏi mà dạng thích làm khó bà. Nhưng mà cái xịt xịt cái như này thì xịt cho em hình con thú đừng có xịt vòng tròn gì. Ok. Dạ con lựa cái gì? Con gì? Vậy nói đi. Tí tủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu tức hại. Xịt con hại. Ê! Ui. Con này bị điên hả? Nói đi. Trời ơi quên chị, tự nhiên em cứ tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi ngay con hệ cho nó chỉ chị. Em hết hồn em cản không kịp luôn. Thôi chị lấy em hai cái bánh bò, cái bánh tiêu đi. Trời ơi thiệt á, không ghê luôn. Đúng không? Em bánh bò má ơi. À bánh bò, không có bánh tiêu. Thôi lấy hai cái giò chó quậy của chồng vậy đi. Không được, cha là của chị. Chị mà là chị với em đó. Chị với em mình sống chết có nhau đó. Chồng đó chứ chị ơi, ủng hộ chị mấy cái đi.
hai quận 5 tới cái tiệm bánh ABC nha mọi người nha. Thì những anh chị em bạn bè nào mình có đi ngang qua đi lại đó, mình cứ đi đường Nguyễn Trãi mình sắm đồ Tết thì mình hãy ghé vô mình ăn ủng hộ chị ù chị ú mỗi người, giống như là ủng hộ một hai cái cũng được đó mọi người, để giúp cho chị ù có động lực nha mọi người nha. Dễ thương lắm, hồi xưa bác tương tác dữ lắm đó, là xưa tương tác là bà lấy chim ngó bà xịt vô mặt em luôn đó. Từ ngày bà đi về bà sao nè, từ ngày bà đi về cái bà lên ký vô lên ký nha. Ủa gì lẻ cho má khách biết phải đưa liền. Hay bài đèn quạt nè, khách biết là phải đưa liền được không? Rồi bao nhiêu vậy chị? Trái đi 20 ngàn. Trời ơi 20 ngàn quá trời mà, 20 ngàn mua một tặng một hả má? Mua một tặng một bà giới thiệu vậy trên mạng nó đổ là bà xếp hàng mà bán không kịp đó nha. Thôi bây giờ ăn thử đây luôn nè, anh em ơi ăn thử là sẽ review cho mọi người nha. Nè sô cô la nè, Long con thích ăn bánh sô cô la. Ấy da trời ơi, nóng quá bánh nó nóng quá. Trôi cho em nè. Đúng rồi, trôi cho em nè. Bán kìa, bán kìa, bán chị ơi, ăn sô-cô-la đi. Thôi mẹ ăn chè xanh. Rồi ăn chè xanh thêm. Mẹ thích làm chè xanh lắm, thì mẹ ăn chè xanh vậy. Ôi mẹ có chứ tạng đồ cũng đó. Đừng có nấu vậy. Mẹ thích uống chè xanh chứ mẹ đâu làm chè xanh. Hả, tự tưởng mẹ làm chè xanh. Đây mọi người ơi, mời cả nhà, mời gia đình mình ăn nha. Đó bên em ăn là trà xanh nè quý vị ơi, trà xanh là màu xanh, còn sô-cô-la là màu đen. Đâu trà xanh là màu tím nè. Nè, màu xanh thì đâu này mù màu nè. Lúc mày học với cô giáo đuổi mày hay gì nè. Mời cả nhà chùa bánh bò kìa. Ủa khói nè mọi người thấy không? Ngon lắm mọi người ơi. Em ăn hoài à. Tại lâu lâu chị dạy ngang thấy chị không có ở đây. Chị đi đâu có chồng chị, mà chồng chị không biết tương tác, có chị biết tương tác. Mời gia đình ăn chung với em nha. Nói nha mọi người ơi. Đó. Cái mùi rất là thơm với mẹ. Của mẹ là trà xanh. Của cô la. Đổi đi. Để ăn miếng đổi đi. Hai mẹ con mình đổi ăn coi sô cô la với trà xanh nào ngon. Ôi sô cô la của con hơn mùi trà xanh luôn nha. Không, cái trà xanh của mẹ hơn mùi sô cô la luôn á. Có kỳ vậy ta. Tụi em đổi bánh rồi mà cũng vậy rồi. Thôi làm lại đi mẹ ơi. Làm lại. Nè, này là sô cô la. Đây là trà xanh nha. Nè, trà xanh nha. Đổi nha. Đổi bánh nha. Phải dẫn trà xanh nha. Còn phải dẫn nha mùi sô cô la. Kỳ vậy ta. Không, mình, không, mình đổi lộn đầu. Đổi luôn ơi. Rồi. Cũng vậy giờ má ơi. À biết rồi. Trời ơi. Ơi. Lúc đầu không nói vậy đi. Có nhiều đây à. Lúc đầu mày không làm vậy đi. Con đâu có biết đâu, em bị chậm điều đó. Trời ơi là trời. Trời ơi, có mắm giò giống cò hủ vậy chị. Ê, nhiều bãi mấy bữa gặp bãi đi bãi đá banh đó mẹ. Bãi đá banh, bãi là vận động viên. Vận động. Vận động viên đường kinh. Đúng không chị? Bãi gì mới chạy qua đường này nữa. Bãi là vận động viên đường kinh. Thôi chứ ngon mọi người. Có mùi bánh bò á. Có mùi bánh bò đốt nè. Tối mọi người ăn bánh bò. Con nghe có chị bún riêu này nha. Bún riêu là hồi sáng ăn đó con riêu. Chuyện bánh bò đó nó có cái chị bún riêu. Để em chút anh ăn tiếp, anh tương tác. Bánh bò đi anh. Thấy từ đằng xa cộng chí quá. Trời ơi. Dạ. Hai cái. Đây, cô chú ăn chị gì? Menu nè cô chú, kẹp bơ đậu phộng nè, truyền thống nè, có bánh bò 3D nữa cô chú ăn thử không? Ờ chú nghe 3D cái chú ăn thử. Có 4D luôn. 4D lên chảnh con mở TV con với chú coi là 4D. Để chứ để con lấy nha. Hai cái bánh bò 3D chị hai ơi. Nè em có Minh Tuyết đi hả? Dạ Minh Tuyết em đi diễn rồi chú. Dạ. Em mấy cái em. Em hai cái mà nhân vị đó. Đó nè, có nhân nè, phô mai nè, sô cô la, dâu tây. Em ăn nhân chỉnh số. Ê! Trời ơi, tao mới vừa mày đưa em, mày mới dẫn cái sô cô la đó, bánh trà xanh mà mày lên cho chồng người ta. Mày nhảy con này đổi rồi mà. Ờ, đổi rồi. Ông xã người ta đó mà. Không phải, chị em. À, chị em hả, chị ngồi đi. Chị vô đây là chị. Dễ thương ghê á. Đó đàng hoàng. Mấy giờ chị bán có mấy giờ? Bán từ 3 chiều đến 12 khuya. 3 giờ chiều tới 12 giờ khuya. Chỗ một người đàn bà mọi người nghĩ đi, ốm yếu như vậy mà thức quá trời thức luôn. Ốm yếu rồi chị mẹ. Em ăn hai gì vậy?
quên gì đúng cái này. Ở Mỹ là bên này. Bên này. Bên này là khác. Đó mọi người, một người đàn bà mà lực lưỡng như vậy, bán từ 3 giờ chiều cho tới 12 giờ khuya mà ngồi đổ bánh như vậy thì một chút nữa em coi coi có sức nóng là mọi người thấy không? Tới 6 lò than lượn quay qua nè mọi người ơi. 6 lò than lượn. Một người đàn bà lực lưỡng tay chân phải đổ bánh bò. Đó nuôi chồng mà đó nuôi chồng đâu thấy. Thấy bả bự hơn chồng gấp 3 lần. Thiệt ơi, bả bự hơn chồng. Nhìn ngoài đời mới biết thấy bả bự hơn chồng. Thấy ghê quá, đáng sợ quá. Ôi đàn bà, đàn bà là những niềm đau. Ôi cách đổ bánh của anh điêu luyện quá ha. Anh chỉ em đổ quay đổ sao mình lấy cái cây này quơ quơ qua đúng rồi. Đó là quơ trực tương luôn nè. Xịt vô đó. Trời ơi, anh viết tên mình nữa kìa. Anh viết tên hai mẹ con mình kìa. Anh ơi bánh bò anh ơi. Hello. Hello. Đi luôn. Đó nói với mọi người thương yêu thì mọi người hãy đến bánh bò chị U. Mọi người ủng hộ chị. Địa chỉ là một chút nữa em sẽ kêu Lâm Du Tích Diêm xuống. Là 249 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn em rất là nhiều luôn. Cảm ơn ủng hộ chị và cảm ơn chồng em rất là nhiều. Dạ ơi. Anh em dễ thương quá. Ôi trời ơi. Ủa mua bánh bò mà cái tướng này má ơi. Có đá banh không vậy? Anh đá cho cuốn họng em cái đi anh. Ôi có bắp giò, có bắp tay của ảnh kìa. Để quay đi nha con. Trời ơi. Ê ê ê ê. Nó nghe nè, chị nó chỉ cầm đồ sẵn rồi kìa. Trời ơi. Em muốn tắm lại đây không? Quay thôi. Trả lại cho chị. Trời ơi này chị bánh bò em nói phải nịnh chồng chị chứ em dòm kìa. Chồng của người ta thấy ham chưa? Em dòm chồng người ta em chảy nước miếng. Trời ơi. Em quay cho chồng chị à. Em gương đi bác. Chồng chị ốm quá. Ok anh, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Đó, cảm ơn chị đã yêu thương. Đã con. Cái gì vậy làm ai hết? Có đủ luôn, có thiếu mày nào đâu mà lại lên trời. Anh chạy về, mình cái nào cái gì cái. Ôi đó mọi người thấy không? Đó, em đóng đủ đâu có thiếu ngày nào đâu. Cái gì mà nợ bao quanh anh chị. Đó, đây là bốn loại nước chấm nè mọi người. Sô-cô-la nè, phô mai nè, dâu nè, bơ, đậu phộng nè. Đó thì một chút nữa em sẽ xin chị ù đổ bánh nha. Là em sẽ tập đổ bánh luôn. Đó là em sẽ báo cho chị Kiều một tin buồn luôn. Tin gì? À, ngày mai em sẽ đẩy xe bánh bò với chị. Trời ơi. Trời ơi, không chị thấy được. Chị kêu Gia Hưng nha. À, Gia Hưng nha, nó đổ bánh. Trời ơi, cu đen hoài luôn thấy không? Đi nghe mà kêu cu đen một ngày nghe 800 lần cu đen. Trời ơi, chuyên nghiệp quá kìa. Hay quá nè. Trời ơi. Chút nữa hai mẹ con mình làm thử này đi nha. Trời ơi, tại mẹ. Ai đổ như bữa nay ai đổ. Bữa nay con em đổ. Thôi em đổ. Nhìn đi, nhìn ảnh làm đi rồi chút làm thêm. Mày làm, ảnh làm. Tao đâu có kêu mày ôm người ta làm. Tôi cho bé đổ đi. Trời ơi, bồi dở. Anh làm trước cái đi. Rồi, anh làm đi. Rồi, anh làm trước cái. Làm mẫu đi. Đúng rồi, làm mẫu. Đúng rồi, đúng rồi. Mày giờ mẫu chứ không phải là mày ôm mẫu. Trời ơi, ý là con đang nhìn mày nó như. Ờ, nhìn mẫu. Bánh bò đi chị. Bánh bò bóng nốt. Anh ơi, nó thấy. Tập bao lâu rồi nó gì? Tập 2 phút. 2 phút đâu? Mấy chục giây vậy? Anh cứ nhìn cho nên mà quay trời. À. Quay, vậy là chúng ta phải quay nửa vòng trái đất đó nha. Dạ. Ồ mà đừng có quay một vòng trái đất là của Minh Hằng. À vậy quay nửa vòng thôi, nửa vòng là của Minh Long. Ờ con nhớ giùm mẹ nha, quay nửa vòng. Một vòng trái đất là của Minh Hằng, nửa vòng là của mẹ. Còn một phần trăm nhỏ xíu cái đường biển là của con đó. Ờ là con là dạng là cái luồng Hà Bá đó, hiểu không? Là con sống dưới nước là con 1% trái đất rồi. Đó mọi người thấy không? Đó thời tiết lạnh gì đỡ nha mọi người nha, vô mùa hè là mọi người thấy đi. Đó ở gần sáu cái đồi lửa là mọi người thấy cái hơi nóng nó ra nó bởi vậy nhân lực cực khổ luôn. Một cái bánh bò trị giá có 10.000 nè, 12.000 nè, 7.000 nè, 15.000. Nói chung là có nhiều loại lắm rồi, bây giờ đổ thử đi con. À đổ thử nha. Bây giờ làm sao? Quậy lên trước đó mẹ. Quậy lên đúng rồi. Một giá thôi đúng không anh? Một giá, đúng một giá nha. Đổ nè. Đổ hình cái bánh mà đừng có đổ hình mặt ba mày nha. Đây ghê quá à. Cái tay bóng vô cái chảo đó à. Em sợ trời ơi. Trời ơi. Chị ơi. Ủa bé nó thì từ con nó thiện hình lắm chị. Trời ơi chị ơi, chị nói gì em làm cái đó à. Đó. Anh cầm tay nó đổ đây đó. Chưa thấy cái tay chân tay điện thiện không? Cái tay người ta đổ, người ta làm, mày làm vậy là làm cái gì? Đấy, đâu có làm gì đâu. Thôi mày đổ đều. Cái bánh nó đều, tự nhiên mày làm vậy. Cùng với nó mới đều tay á không? Mày đưa cái chảo vô bé làm tay em, đừng có đưa cái tay bóng á.
nóng tội nghiệp nó vậy. Rồi bây giờ con mới làm mấy đây con xịt mấy cái chai này đi. Ờ quên xịt vô cái bánh, quên mẹ thủ xịt vô đâu. Anh em xịt thử được không? Đó xịt thử đi, xịt cái hình mặt mẹ đi nha. Mặt mẹ một lát một chút xíu. Mày nôn nóng quá trời, mày xịt xịt cái mặt đó mày nôn nóng quá trời luôn. Nè anh ơi, anh coi con của em nó thương em nó vẽ hình cái mặt của em là vẽ nào đi. Cái màu này không có thấy đâu, đỏ mà. Màu đỏ, màu đỏ đi, mặt mẹ màu đỏ đi. Cho người ta đánh cái mặt mẹ máu. Trời mẹ hồi hộp quá. Mày giải ông nội này hả? Mày vẽ mặt tao mà mày giải mày lại ra đây. Vẽ cho bé đi. Trời vẽ đi. Luôn có vẽ mặt mẹ nha. Trời ơi mày nhắm mắt thì có mấy hối luôn. Trời ơi đứa con của mẹ đó. Vẽ xong rồi nè. Xong rồi. Mày vẽ ai vậy? Con vẽ cái mặt của mẹ á. Không mày không vẽ tao. Cái khúc này là mẹ bị chảy máu nè, thấy không? Chảy máu miệng đó. Ờ rồi khúc bên đây. Cái con mắt của mẹ cũng bị chảy máu trên này luôn nè. À cái lỗ mũi. Không có lỗ mũi, không có vẽ đâu. Tao vẽ cho trong mặt mày bây giờ đó. Mày vẽ mặt tao mà tao tưởng là mày xịt tương ớt. Cái lỗ mũi, thiếu cái lỗ mũi nè. Tao tưởng là mày xịt tương ớt mày ăn gà gán không đó. Cái lỗ mũi của mẹ nè. Còn cái bánh này chút tao mày ăn luôn. Mày thấy mày đổ cái bánh đi ghê không? Không biết là. Đi ra đi má, đi con má. Để vẽ. Tao vẽ màu đen. Đại xưa tao tin cũ đen. Chừng nào vẽ kêu em nha, em cũng thế. Mát quá. Nóng mày ơi, thật sự đứng ngay chỗ này cái lò nó nóng luôn các bạn. Đó, sáu lò nó nóng lắm. Nói chứ cũng thường vũ rất là nhiều luôn, thường vũ rất là nhiều luôn. Đó, mọi người nghĩ đi, rất là nóng nha. Quen biết chỉ mới cho đổ thử đó mọi người. Đó, bây giờ đổ cũng cho. Thôi, đi lực cái sao đi, em đổ. Lực cái mặt. Lực lên á. Đó, đúng rồi. Nè, giờ mẹ vẽ nè. Rồi, rồi, đó, thấy không? Đường thẳng qua biên giới, anh đi đường tắt đi. Đi đường lỗ mũi anh nè. Đó, lấy em nó đi. Tôi sợ lên YouTube. Đó, đi đường lỗ mũi vậy nè. Đó, hỏi tôi đi đường nào, đi đường về bển không? Đó, bây giờ tiền không cộng thanh toán quá đường của em là bao nhiêu vậy? 20 ngàn. Không. Đẹp quá, đẹp quá. Cái đây ủng hộ với chị. Cái nào ngại? Thôi, 50 ngàn nè. Hỏi thôi, không biết lỗ hay lờ đi ta. Nãy giờ mình ăn 5-6 cái chắc lỗ quá. Lỗ quá, chứ cảm ơn chị nhiều quá. Đây hai chị em là mọi người gắn liền với nhau giống như là cũng trên 10 năm á. Đúng rồi. Tại vì hồi nhỏ là em chơi bên chung cư á, là em có biết chị ù bán bánh tráng, bắp xào, bắp nướng em. Anh ơi bánh bò nè anh ơi. Mua cho con anh ăn đi ông xã. Mua cho con anh ăn bánh bò, tối em ăn bánh chuối anh. Rồi đi luôn. Nói chứ mà bây giờ kết thúc clip thì cho ba mẹ con em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và chúc cho tất cả mọi người nha, anh chị em bạn bè được an khang thịnh vượng vạn sự như ý nha. Và bây giờ thì ba chị em mình chào tạm biệt nè. Bye bye.